OK, xin chào các bạn. Chào bạn đến video chia sẻ kế toán thuế của tôi. Tôi là Thái Sơn, người truyền lửa kế toán. Thì hôm nay có một cái bạn học viên của tôi đang vướng mắc về cái việc mà làm phụ lục giao dịch liên kết 01, mẫu 01 và cũng như là các bạn chưa xác định được là mình thuộc cái đối tượng giao dịch liên kết hay không. Thì và có rất nhiều bạn cũng đang có những câu hỏi như thế. Cho nên dạ, tôi sẽ quay cái video này hướng dẫn các bạn học viên của tôi để mục đích dạ, có thể biết đâu đó có nhiều bạn cũng đang gặp cái vướng mắc như thế, thì các bạn có thể xem qua cái video này thì các bạn có thể sửa lỗi cho mình, đúng không ạ? Thì đây là cái ultra view của các bạn học viên của tôi đấy. Thì bây giờ tôi sẽ cho to lên và gì ạ, tôi sẽ gọi điện cho bạn ấy. Rồi, OK, tôi sẽ gọi điện nhé. Em đang điền thôi. Em lấy dữ liệu ở trên cái bảng kết quả lục kinh doanh ấy, còn cái khấu hao thì em lấy trên cân đối kế toán, với lại lãi tiền gửi thì em lấy trên hoạt động tài chính, em lấy tiền gửi. Đây hoạt động tài chính 511 thì đúng không anh? Đúng rồi. Anh ơi, cái chỗ mà chi phí khấu hao đấy này, em lấy cái số phát sinh của năm nay đúng không anh, hay là lấy cái lũy kế hay là cái gì? Cái gì nhỉ, em nói lại đi em nghe. Ý là cái chi phí lãi vay này em lấy trong cái cột phát sinh của 2, 4 hay là chi phí lãi vay 635 đấy. À không, em 635 đúng rồi. Ý em không hỏi cái hao mòn là cái chỗ mà hao mòn gì? Có phải hao mòn không anh? Ý là khấu hao gì? À ý chi phí khấu hao đúng không? Vâng vâng. 214. Của cái phát sinh 214 là số này đúng không ạ? Bên có đây, bên có 214, 428 triệu đây. Dạ trong đó cái thu lãi tiền gửi và lãi cho vay em phải tách được cho anh nhá. Ví dụ như 743.000 của em là toàn là tiền lãi ấy đúng không, lãi ngân hàng đúng không, 515 ấy đấy, thì em điền vào đây thì em rồi. Đấy, thì bây giờ trong đó chi phí lãi vay của em là bao nhiêu? 189 triệu này là đều là chi phí lãi vay hết đúng không? Vâng. Thì em điền xuống cho anh. OK, em điền tiếp đi. Công thức thì em lấy luôn sang bên này kéo sang. À, công thức thì anh có viết đây là các cái chỉ tiêu, ví dụ 1, 2, 3, 4 em căn cứ theo chỉ tiêu bên này, em hiểu chưa? Đấy, ví dụ như là lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh thì ở trong cái khóa mà thuế doanh nghiệp ấy, thì anh sẽ có hướng dẫn em về cái lợi nhuận thuần này. Thì ở đây thì anh sẽ không giải nữa nhé, anh sẽ áp dụng luôn công thức. Đấy, hiểu chưa? Thì lợi nhuận thuần của em là 77 triệu này. Đấy. Xem có bị lệch nhất gì không? OK. Đấy, EBITDA thì đây thì em cũng sẽ lấy cái này sang luôn. Đây. Thì đây là ra cái bảng, đây là bảng tính cái tiền. Thì em hiểu đơn giản như này này, có nghĩa là đây cái 209 triệu này này. Đây là cái chi phí lãi vay mà em được trừ tối đa trong kỳ khi mà em cộng với lãi tiền gửi và lãi cho vay, có nghĩa là ở phía trên này là thì em đã trừ em cái EBIT này, có nghĩa là em đã trừ đi cái lãi tiền gửi và lãi cho vay, thì ở phía dưới này em phải cộng ngược lại để ghi nhận ngược lại, em hiểu chưa? Đấy, thì ở đây thì có nghĩa là của em ở đây là đây nhá, em hiểu đơn giản này là chi phí lãi vay trong kỳ của em là em phát sinh 189 triệu đúng không? Đấy, mà 30% tối đa của em cộng với chi phí lãi vay tiền gửi ấy, mà em sẽ được đưa vào đó là 209 triệu. Yeah. Đấy, có nghĩa tối đa em được đưa vào 209 triệu, nhưng mà
thực tế mình có 189 triệu thôi, như vậy là mình đang thiếu đúng không? Đấy, mình đang thiếu 19 triệu 810 nghìn thế này. Thì nếu mà năm trước của em mà có phát sinh cái việc mà mình bị loại chi phí lãi tiền vay ấy. Đấy, thì mình sẽ được bù trừ đủ cho đủ 19 triệu này. Nhưng mà năm trước của em có phát sinh không? Nhưng mà năm trước thì em phải nộp lại cái tờ khai đấy, phụ lục giao dịch liên kết ý. Chứ còn em không có phụ lục giao dịch liên kết này thì em không được chuyển đâu. Thế bây giờ có hai lựa chọn, một là em lập lại, em hiểu chưa, em lập lại, nhưng mà đồng nghĩa với việc là em lập lại thì nếu mà phát sinh cái lãi vay thì đồng nghĩa với em phải loại đi đấy. Hai là em cứ để coi như là mình chấp nhận mình lấy bằng này thôi, còn cái phần 19 triệu này mình không lấy nữa. Ừ. Như này thì ở đây anh có giải thích này, em thấy đọc này nó chính là như thế, có nghĩa là em sẽ lấy cái lãi sẽ phát sinh thực tế của mình sẽ nhỏ hơn so với cái lãi vay mà mình được chấp nhận 3% ấy. Đấy, thì bây giờ nha, bây giờ em mới quay sang như thế này. Em với cái trường hợp này của em sẽ quay sang cái hỗ trợ khai. Em khai hỗ trợ khai lần nào chưa? Chưa khai lần nào á? Thì cho anh hỏi là năm trước, những cái năm trước của em lãi hay lỗ cụ thể là bao nhiêu tiền? Ừ, còn năm trước nữa, thành lập từ lúc nào? Doanh nghiệp này. Nhưng mà em nhớ là năm ngoái em lời nhưng mà em vẫn không biết chuyển lỗ đúng không? Ừ, nhưng mà năm nay ví dụ như là nó phát sinh lợi nhuận như này em có cái chuyển lỗ không? Với cái thứ hai nữa là cho anh cái doanh thu của năm 2019 và doanh thu của hai mươi chín của em có năm 2021 này có nhỏ hơn 2019 không? Nhỏ không? Chắc chắn không? Đâu anh xem nào, từ từ. Rồi rồi, thôi để anh xem 29 xem nào. Đây tờ khai 29 đây đúng không? Đây 21 này. Đây em vừa mở 29 đâu nhỉ? Ở đây. Đây đây, để anh xem 29 cho xem nào. Năm 2018 em còn lỗ này này. Thế bây giờ em có muốn cái chuyển lỗ không? Em xem. Không có rồi. Thế thì bây giờ năm nay em có muốn cái chuyển không? À rồi ok, thế thì giờ anh hướng dẫn em nhé.
Đây là bảng kết hoạt kinh doanh em đã làm ok rồi đúng không? Đấy, ok. Rồi. Đấy, thế em chuyển cả cái ấy lên đây. Được mà, có nghĩa là xét là xét doanh thu, em hiểu chưa? Xét tổng doanh thu, có nghĩa là đây là có nghĩa là xét trên cái doanh thu của cái chỉ tiêu 04 ấy, trên kết quả kinh doanh này là 9,4 tỷ, của em là 11 tỷ thì nó giảm so với 29 rồi. Đấy, nhưng nhiều bạn thì bạn đã nhầm lẫn, bạn ấy xét trên cái chỉ tiêu 22 là tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thì bạn nhầm, có nghĩa là nếu mà bạn xét như thế thì ví dụ ở đây của em chỉ tiêu 22 là 67, còn ở bên kia nó có bao nhiêu thôi ấy, thì nó sẽ tăng đúng không? Thì tự nhiên là nó sẽ gây thiệt hại cho doanh nghiệp. Có nghĩa là trong cái điều kiện của nó là doanh thu 20 21 là nhỏ hơn 200 tỷ, và doanh thu so sánh doanh thu giữa 28 à 29 với 21 thì em đủ điều kiện. Đấy, với cái thứ hai nữa là anh chưa nói đến cái phụ lục giao dịch liên kết nhá. Thì ở đây của em là sẽ phải điền về đây, có nghĩa là đến cái bước này của em làm ý, em vẫn đang còn đang thiếu. Đấy, thì em phải điền cái chỉ tiêu C17 xuống cái chỉ tiêu đó là E1 thì nó mới là đúng. Đấy, như thế này là của em là đúng này. Được chưa? Còn bây giờ mình làm thêm phụ giao dịch liên kết, nếu mà nó có cái lãi vay nữa thì bây giờ em điền cho anh quan hệ liên kết là bây giờ em vay ngân hàng đúng không? Thế thì đây để anh xem lại báo cáo chính của em đâu. Đây đúng không? Không, bây giờ anh sẽ xem mày trước. Căn bản ấy bây giờ em phải phải như thế này này. Cái chi phí lãi vay được trừ khi mà em được chuyển ở cái giao dịch liên kết ấy, thì trước tiên làm cái bước đó nó phải tính ra được cái chi phí lãi vay có nghĩa là được trừ của em đã, có nghĩa là như này nhá, có nghĩa là nếu mà trong cái trường hợp mà anh giả sử cái tiền mặt của em và tiền gửi ngân hàng của em tại thời điểm này em tồn nó khoảng là 7 tỷ đúng không? Đấy, hoặc là em có vốn thiếu thì em phát sinh một cái khoản thuế khoản khoản chi phí lãi vay là 635 này thì em phải loại đi đã. Đấy, ví dụ như là em góp vốn thiếu tương 50% thì cái lãi vay mà tương ứng với phần vốn góp thiếu đó là em sẽ bị loại đó. Đấy, ví dụ 635 của em là 189 triệu đúng không? Thì ví dụ anh tính ra cái phần góp vốn thiếu đó tương ứng với lại là nó khoảng là 40 triệu tiền tiền chi phí lãi vay là bị loại trừ, loại bỏ hẳn nhá. Đấy là cái trường hợp đấy, loại bỏ hẳn chứ không phải loại để chuyển sang kỳ sau. Thì lúc đấy cái chi phí lãi vay ở đây của em nó chỉ là 149 triệu thôi. Đấy, và 149 triệu này thì có nghĩa là 149 triệu này em mới bắt đầu em xét với lại cái bảng này. Em mới đưa và xét với lại cái chi phí lãi vay trong kỳ này này. Đấy, chứ không phải là 189 triệu là mình được tính cả 189 triệu này. Đấy, đó là. Đúng rồi, chưa góp đủ vốn đăng ký, hoặc là cái trường hợp là ví dụ như là mình thừa tiền mặt tiền gửi ngân hàng ấy. Đấy. Thì là em cũng bị như thế. Bảy trăm mấy thì bây giờ em phải lật lại cái thời điểm mà mình vay ngân hàng ấy. Em hiểu chưa? Ví dụ cái báo cáo của em đây, ví dụ như là bây giờ em phải lật lại cái khoản 341. Tại vì nguyên tắc khi mà người ta kiểm tra rà soát thuế thì là người ta sẽ kiểm tra là cái khoản 341 của em. Mà em có đi vay đâu. Đây đây, bằng không đi đây. Thế à? Thế thì cụ thể của em vay bao nhiêu? Thì em phải hạch toán đúng không? Em vay để làm gì? Sản xuất kinh doanh nhá, nhưng mà em vay tiền mặt hay em vay để em trả công nợ, hay là em vay
để mua ô tô hay vay cái gì? Thế thì em vay mua ô tô thì tất nhiên là khi mà em ghi nhận ô tô em mua một cái tài sản, em bước đầu tiên em phải toán là lợ 211 đúng không, lợ 1331, có tiền 331 đúng không, sau đó là em mới trả lợ cho nhà cung cấp là mình nợ 331 có 341 đúng không, thì cái bút toán mà em ghi nhận tài sản em đã ghi nhận chưa hay là của em cũng đang thiếu đây, của em cũng đang thiếu này. À, nếu em đang thiếu cả 211 mà em vẫn có khấu hao. À, thế thì như thế là cái việc đồng nghĩa với việc là em có ghi tăng nhưng em không có hạch toán ở nhật ký chung. Đấy, thì em có ghi tăng thì em mới có khấu hao, hoặc là cái trường hợp là cái khấu hao 428 triệu này nó chỉ là của cái tài sản đầu kỳ của em thôi. Đấy, thì bây giờ ấy để làm được cái này cho đúng ấy, thì là em phải tính toán lại cái này cho anh và bổ sung bút toán này cho anh thì nó mới ra được cái số khấu hao đúng. Mà nó ảnh hưởng đến ở đây nữa mà, đúng không? Đấy, thì bây giờ em làm trên phần mềm gì? Smart Pro, thì bây giờ em vào bổ sung cho anh đi. Hay toán luôn đi, xong là nó tự động cái chuyển theo luôn đấy, Smart Pro ấy, đúng không? Bây giờ em cứ mở cái báo cáo của công ty này lên để kiểm tra lại xem là mình có hạch toán chưa. Đấy, quan trọng là anh chỉ sợ là em chưa hạch toán thôi, chứ còn nếu mà hạch toán rồi mà nó kết chuyển nó lại không kết xuất ra mà nó không có thì do thằng phần mềm đúng không? Thì bây giờ em phải tìm lại cái nhật ký chung, hoặc là em tìm sổ chi tiết tài khoản 211. Em tìm chi tiết rồi, khoản 211 em tìm 341 làm gì, 341 của em ở đây em. Em tìm tổng luôn đi, em tìm chi tiết này, nhớ đâu em lại toán nhầm sang bên kia sao? Có phải vay mua cái này không? Đúng không? Em vào sổ tài sản xem nào. Đúng rồi. Em xem em ghi tăng cái tài sản này chưa? Không, bây giờ em mở cho anh cái bảng trích khấu hao. Mở bảng trích khấu hao của một cái tháng bất kỳ đi. Mà sau cái thời điểm mà mua cái ô tô ấy. Đây tháng 10 đây đúng không? Em xem cái ô tô có trong cái này không? Thế thì sao em kết xuất tự nhiên lại không có? Bây giờ em mở cái bảng cân đối kế toán cho anh xem nào.
Không phải, đây bằng cân đối rồi. Bằng bằng tài khoản mà. Ừ, phát sinh tài khoản đấy. sao mà nó có cái phần này mà lúc phải kết xuất ra kiểu mà nó Ờ, đây có chứ đang đây. Có. mà đang kia nó lại không ra, em lại sơ suất quá chưa kiểm tra hết Thế em thông tin kết xuất lại đi, em kết xuất lại để điền lại đi. Xong đợi tí anh gọi lại nhé. Alo, anh nhận được rồi. Ờ, anh nhận được rồi. À, rồi, anh nhận được rồi. Thế giờ em rảnh không thì anh vào anh xem cho. Ok. Thế là anh tầm 5 phút anh gửi khoác cho em xong anh vào nhé. Bao nhiêu ạ? 5 phút anh soạn khoa học anh gửi cho em để tí nữa anh vào anh chỉ cho em luôn. Dạ vâng ạ. Ok, chúng ta tiếp với bạn này nhé các bạn nhé. Tôi sẽ gọi cho bạn đấy. Ờ, em làm đến đâu rồi? Em sửa xong chưa? Có nghĩa là với những cái dữ liệu em điền nó vẫn là đúng đúng không? Đấy, nó vẫn là đúng. Thì em mở cái quyết toán lên cho anh xem đi. Thôi từ từ em phóng to lên một tí cho anh nhìn màn hình đó. Em ấn Ctrl xong rồi em di chuột đi. Rồi. Đây, cũng như là giờ anh sẽ giải thích cho bé lại một tí. Bé lại một tí. Rồi. Giờ anh sẽ giải thích cho em nhé. Của em là giao dịch như nào nhỉ? Vay tiền ngân hàng đúng không? Của em có vượt quá 25% với lại 50% vốn chung dài hạn không? Sáu tháng đáo hạn một lần đúng không? Nó tính trên cái như vậy nó tính trên dư nợ cuối cùng của em ấy. Cái này nó tính theo 341 đây này. Đấy. Như vậy nhá, em hiểu đơn giản như này, tổng trong năm của em là vay 2 tỷ mốt, đúng không? Đấy. À, tổng trong năm đây của em là giả đi 2 tỷ mốt và em chỉ có vay của năm trước. Đấy, em vay của năm trước như vậy là năm nay cái thời điểm cuối cùng của em là chỉ có 435 triệu. Đấy, nó không thỏa mãn cái điều kiện là giao dịch liên kết. Em hiểu chưa? Không thỏa mãn. Của em có 435 triệu thôi mà. 453 triệu mà vốn điều lệ của em là à có vốn điều lệ của em hơn 1 tỷ tỷ 9 thì em chỉ tính xem nó là bao nhiêu phần trăm nào. Máy tính ở đây đâu nhỉ? Là bao nhiêu phần trăm? Hai hai phẩy tám chín chưa chưa đủ rồi. Chưa đủ. Thế như thế này thì em chỉ cần thứ nhất là như thế này này. Tại vì cái năm năm trước đấy thì có nghĩa là bây giờ mình cứ làm hoàn thiện năm 21 đi nhá, còn năm 20 này thì anh sẽ dành thời gian sau này nó sẽ giảm một tí thì anh sẽ kiểm tra rà soát lại cho em. Đấy, để mình bổ sung nếu mà nó phát sinh giao dịch liên kết. Đúng không? Còn cái thời điểm này ấy, của em như thế này là nó không phát sinh giao dịch liên kết mà nó chỉ là quan hệ liên kết thôi. Đấy, quan hệ liên kết thì đồng nghĩa với việc là em chỉ cần tích như thế này cho anh là được điểm D là một này. Đấy, là xong. Đấy. Còn nếu cái trường hợp mà em đủ 25% và trên 5% vốn điều lệ đúng không? Đấy thì em vẫn phải tích như thế này nhưng mà em phải xác định được cái
cái bảng này. Em phải xác định được cái số thuế, cái số tiền mà em bị loại ở đây để em điền vào mục B4. Còn nếu mà cái trường hợp chưa đủ 25% và 50% đó thì em không phải xác định gì cả mà mình được ghi nhận toàn bộ cái chi phí đấy. Đấy, mình được ghi nhận toàn bộ trừ cái trường hợp là bây giờ nó xét xem là cái liệu rằng ở 20 là em vay cái khoản này nó có phù hợp hay không. Thứ nhất, đấy, có nghĩa là ví dụ là tại thời điểm vay em đã góp đủ vốn hay chưa. Đấy, cái thứ hai là tại thời điểm vay em có tồn tiền mặt hay không. Đấy, thì nó phải xét hai cái đấy. Nếu mà nó xét có hai điểm đấy thì nó sẽ loại chi phí lãi vay tương ứng. Ví dụ như là tại thời điểm vay là em vay 1 tỷ nhưng mà em đang còn chưa góp đủ vốn điều lệ là 500 triệu, đúng không? Thì đương nhiên cái phần 500 triệu mà mình góp thiếu đó thì tương với lãi vay 500 triệu đó em sẽ bị loại. Đấy, loại mà loại từ thời điểm 20 đến 21 luôn. Là em cũng bị loại luôn. Thì anh giả sử trong cái trường hợp là năm 20 là em đủ cái điều kiện, được chưa? Đấy, thì cái 635 này của em là sẽ được ghi nhận toàn bộ là 189 triệu, là sẽ không bị loại gì cả. Đấy, thì cái bảng này, thì cái bảng này của anh em mình làm thì nó sẽ là đâu nhỉ? Em xóa rồi à? Không phải bảng đấy à? Bảng lúc mình làm ban đầu ấy. Vâng, lúc mà tắt mà. Để em. Nhưng em xóa rồi. Em vâng, lúc nãy anh vừa mới mở tên đợt 800 bên với các lộng giả khác này. Thì nói chung là em lại rơi vào cái trường hợp này cho nên em sẽ không cần phải tính cái lãi vay đó mà em chỉ cần khai báo tên cho anh là tên ngân hàng này. Em điền luôn đi, ngân hàng gì? Quốc gia là Việt Nam. Vâng, cái này phải đến trang tên ngân hàng và em điền sao em điền là quốc gia. Ok. Thế thì anh hướng dẫn tiếp nhé. Đúng rồi, đấy. Rồi anh hướng dẫn tiếp nhé. Có nghĩa là bây giờ là để anh xem báo cáo năm ngoái của em. Năm ngoái của em đang lỗ là 112 triệu. Mà doanh nghiệp em thành lập từ khi nào nhỉ? Dạ, năm 2011 á? Vâng. Thế thì cái lỗ này của em đang sai nhá, tại vì là em chưa thực hiện, anh thậm chí ở cái báo cáo này anh chưa thấy nó thực hiện cái bút toán kết chuyển lỗ. Ví dụ như là năm trước của em đang là như, nhớ lúc em bảo là năm trước là em lãi đúng không? Vâng, 2022. Thì em phải thực hiện kết chuyển đó là lợi thì khoảng 4212 có 4211 là cái số tiền lãi đó. 22.900.000 này à? Vâng, anh ơi. Thì ý là nếu mà em mà để cái số tiền 22 triệu ở đây này thì nó lại nhảy lên đây luôn. Ở đâu? Vậy em phải mở cái phần mềm của em ấy, nhìn cái kết xuất tại sao nó lỗi. Anh ơi đây này. Ý là nếu mà em mở em để như cái phần mềm này thì em thấy là nó vào đấy nó bị nhảy lên không đúng, tại vì những năm trước mình cũng không hoạch toán, em hiểu chưa? Dạ em thấy nếu mà em để vậy thì nó được cái tên kia nó bị nhảy lên cái chỗ này. Tiền nào? Còn cái đây là tiền này á? Tiền này 57 triệu là đúng rồi này, em hiểu chưa? Còn cái này không đúng, tại vì sao? Tại vì những năm trước mình không kết chuyển. Mình không có bút toán kết chuyển đó cho nên là bây giờ nó mới là đang đúng. Là đang bị sai. Em có kết chuyển thì để em mở qua tháng 1 cho anh xem nha. Có nghĩa là năm nay thì em có kết chuyển, anh ghi nhận rồi. Tại vì có 22 triệu này là anh ghi nhận rồi. Ý anh nói là những cái năm có thể là 24, 15, 16 gì đấy. Đấy. Còn năm nay em kết chuyển như này là anh ghi nhận là đúng rồi. Em hiểu chưa? Thì em phải điền như này mới là đúng chứ, làm sao em để như kia được. Nhưng mà bây giờ nhá, bây giờ anh tự anh xem thì em sao mà em nếu mà em làm như thế em để như thế em thấy nó
Nhìn nha, em điền đi, em điền cho. Dạ vâng. Dưới mà Dạ vâng ạ. đấy, sao nó nhảy như nào? Đây nó nhảy cả hai cái này, nó không có giống em, cái nó không có giống như đây này nè, Từ cái từ này từ nó chỉ từ nhảy có một. tại vì trên hỗ trợ khai nó bù trừ cho nhau luôn, em hiểu chưa? Nó bù trừ lợi có cho nhau luôn, nó không để số dư hai hai bên. Thế này nó bù trừ cho thằng này có, thằng nó cái nó chỉ để một số dư thôi, em hiểu Vâng. chưa? Nhưng mà Nhưng mà gì, nếu mà không thì em tự nhập tay được mà, em xóa cái này đi, em nhập tay vào, em đừng để nó làm theo nguyên tắc của nó nữa, sửa được mà. em hiểu ý anh rồi, là em bây giờ em cứ làm y như thế này, em đang tiếp tục như thế này. Đúng rồi. Thì cái số của em mới chuẩn được. Như thế này anh ơi, tôi chỗ biến tắt hai cái bên này nó cân đối với nhau, nó bằng nhau là được, không cần phải giống như trong cái phần mềm này đâu anh. Phần mềm để em thấy cái số nó nhỏ hơn. Cân là được mà, nó có ảnh hưởng gì đâu. Tại vì nha nhỏ, tại vì ở cái phần mềm của em là đúng ấy, tại vì thằng này chẳng, em làm trên hỗ trợ khai những cái thằng nào ví dụ như là 131, 331 là nó tự bù trừ như nhau. Thế này, em hiểu chưa? Đấy, cho nên em phải sửa. Em hiểu không? Đấy, những thằng này ví dụ như có, sẽ có nhiều trường hợp dư lợi dư có, nhưng mà thằng thằng này nó là nó tự bù trừ như nhau. Đấy, thì thôi cái này thì là nó sẽ tính sau, đúng không? Thế là anh nói phân tích những nguyên tắc cho em để em hiểu thôi, chứ còn bây giờ mình vào cái tờ khai luôn. Đó, em mở cái tờ khai kia lên đi. Để anh kiểm tra lại này. Cái nào anh? Tờ khai quyết toán đi. Em mở hỗ trợ khai mà. Không còn tiếp đâu, em đồng ý đi, cứ đồng ý đi. Rồi. Rồi anh chỉ, anh bảo là anh chỉ bên này đã, cái đấy em ghi sẵn cũng được. Dạ vâng ạ. Ví dụ sao em đây điền có 7% này. Em hôm qua em thấy mở đây em thấy nó vậy đó. Cái này em phải chia theo tỷ lệ doanh thu mà. Ví dụ trong 9 tỷ rưỡi này của em là chỉ có hoạt động cho thuê về máy móc thôi đúng không? Đấy, thì em chọn là 100%, còn nếu mà trong cái hoạt động này mà nó lại có những cái hoạt động khác như thế này, buôn bán các thứ, thì em phải chia theo tỷ lệ doanh thu xem là khách hàng nào cao hơn thì em mới điền vào đây. Đấy, còn ở đây của em là em phải tách biệt được, thì anh cứ giả dụ trong cái trường hợp là đây là toàn bộ là cho cái việc cho thuê máy móc đúng không? Ok. Của em 2 triệu 6 là em loại tiền gì đấy? Dạ em lại cái chi phí khác, cái khác đấy là
như mấy cái tiền phạt tiền ai thì phạt chậm nộp bảo hiểm á, với lại phạt mấy cái phạt nộp thuế ạ. Ừ. Dạ đây là nó trên cái đây. Và vật nó về chi phí chỗ 811 này. Cho vào 811 lại ra đã. Ok. Để anh kiểm tra nốt mình này. Em nhớ nhé, khi mà có cái chỉ tiêu C17 thì em phải điền đến xuống M1 nhé. Đấy, như thế này là ok đấy. Đấy, em phải nộp mất 9 triệu tiền thuế. Ok, thế còn phần thuế cá nhân thì như thế nào? Em vướng ở đường nào? Nhập cá nhân. Cái thuế thu nhập cá nhân em lấy ở trên chỗ ý là anh ơi bên chỗ em ấy ví dụ không không có người đủ 12 tháng đang làm về doanh nghiệp nên em không có quyết toán em chỉ có ghi một số tiền thuế số tiền phát sinh trong năm vậy thôi chứ còn cái khoản nộp bằng không á. Em cứ mở lên đi rồi nói nhìn cho nó dễ. Đâu thì đang kiểm tra này. Đây là cái em làm rồi đây à? Dạ, em chưa làm anh ạ. À đây là mốc 05. Cái tờ khai này thì em vướng mắc cái gì? Ừ. Công ty khác đúng không? Mà quyết toán thuế cá nhân thì em vướng phần nào? Rồi ok. Anh bảo không thì em cứ mở cái em mở cho anh cái tờ khai quyết toán đi để anh nói qua xong là để tí nữa em nhập xong đây lại vào anh kiểm tra. Đúng không? Thì em sẽ hiểu cái quy trình nào nó. Đây xong. Đúng rồi, chỉ quan trọng nhất cái này có sự thay đổi như thế này thôi này, để anh nói cho em. Có nghĩa là về tờ khai này thì nó là cái chỉ tiêu 16 nó chính là tổng cái của cái cột 6 này của cái phụ lục 1 và tổng của cột 6 của phụ lục 2. Đấy, em cộng hai cái đấy và em điền chỉ tiêu 16.
còn 9-17 chính là tổng của cái phụ lục 1 này. Đấy, được chưa? Đấy là về cái 01, cái tờ khai này nhá, nó không có gì. Còn cái phụ lục này thì nó chỉ là điền mã số thuế các thứ vào thôi, nhưng mà cái quan trọng nhất ở đây là em xác định cho anh đó là tổng thu nhập chịu thuế. Thì thường thường là nhiều bạn lại đi lấy cái tổng lương hoặc là tổng cái thực nhận thì là sai đấy, mà là tổng thu nhập chịu thuế, có nghĩa là cái tổng lương của em ấy trừ đi các cái khoản như là tiền ăn trưa này, dưới 730.000 này, tiền đồng phục này, tiền điện thoại này, khoán điện thoại, khoán xăng xe này. Đấy, thì em mở cái bảng lương lên đi xem nào. Và cái thứ hai nhé, có những cái người nào mà em không đóng bảo hiểm ấy, thì em không muốn đóng bảo hiểm hoặc là lẻ, thì em chuyển sang là làm hợp đồng giao khoán, khoán việc, cộng tác viên đấy, và em chuyển sang cái phụ lục 02. Đây, ví dụ như cái bảng này của em nhé, thì là tổng lương của em đây, đúng không? Đấy, tổng lương này thì cái cột mà để em điền vào đây xem nó có không nào. Của em lên thuế thu nhập, đây của em nó không có cái cột đấy rồi. Đây tổng lương của em đây, tổng lương của em đây. Thì nhá, thì em sẽ phải ra một cái cột nữa. Đấy, ví dụ như là thêm lên cái cột đó là thu nhập chịu thuế, thu nhập chịu thuế sẽ bằng này, bằng tổng lương này trừ đi này tiền ăn trưa này, tiền ăn trưa này của em, tiền ăn trưa này của em là không được vượt quá 730.000. Đấy, như vậy ở đây của em là gì? Vượt quá 730.000 rồi, được chưa? Đấy, thì em bằng này trừ đi, trừ cái này là 730.000 thôi, 730 ăn trưa, mà ăn trưa của em 900 này. Đấy, điện thoại thì 900.000 này thì em phải có quy định trong quy chế, được chưa? Và 500.000 này thì em phải nhỏ hơn 500.000, em đừng có để 500.000 tròn. Đấy, ví dụ 499.000 thôi. Đấy, và trách nhiệm hỗ trợ nhà ở thì không được. Đấy, thì đây là thu nhập chịu thuế của em này. Đấy, được chưa? Thì chính là cái này nó sẽ điền vào cái chỉ tiêu tiêu tổng thu nhập chịu thuế đây của em. Đấy. Em hiểu em nhá. Và đây nhá, anh sẽ gửi cho em cái bảng lương này. Bảng lương kế toán em có chưa nhỉ? Chưa. Ở trong khoa học anh có đấy. Và em nên làm theo cái này cho anh thì nó dễ hiểu này. Em nên làm cái bảng lương của em. Em mở lên đi, mở cái file đấy lên đi. Đây thì em, đây là cái bảng lương này, nó sẽ giúp em là như thế này này. Đấy, có nghĩa là cái bảng này sẽ tự động anh tính tổng hợp đây rồi, được chưa? Đấy, đấy thì nó sẽ tính ra được thu nhập chịu thuế của em ở đây luôn, và ở đây của em là sẽ ra được là cái tổng giảm trừ của em, tổng giảm trừ gia cảnh ấy. Đấy, ra thuế, thuế thu nhập và thuế thu nhập cá nhân mình đã khấu trừ. Đấy, thì ở đây thì em làm cho anh ví dụ như là em thay những cái tên em làm luôn trên bảng lương này cũng được. Thì đây của em là có tiền ăn thì em thêm cái cột vào đây, tiền điện thoại các thứ, em hiểu chưa? Đấy, và cái cột cột này này, cái cột thu nhập chịu thuế này thì em xem là cái sum này nó
có ở trong cái vùng đấy không? Vùng mà anh nói là những cái khoản gì ạ? Ví dụ nha, phụ cấp tiền ăn ở đây của anh nhá, thì em insert thêm này. Đấy, thì em kiểm tra xem là cái này nó có trong cái vùng sum đấy không? Đây này. Thì em kéo lại nhé. Đấy, ví dụ nó kéo nó là nó sẽ là kéo của đấy, em hiểu chưa? Đấy. Thì em insert thêm thêm ở trong cái vùng như thế này. Đấy. Thì em làm theo cái bảng này thì nó ra được luôn đây, còn không nếu em vẫn làm bảng kia thì em ngồi em cộng lại em điền số liệu cho anh. Đấy, thì trên cái tờ khai quyết toán thì là có một cái điểm đấy là lưu ý quan trọng nhất. Còn giảm trừ gia cảnh thì nhá, nếu mà những người nào em có tích vào U10 này này thì em mặc định là em nhân với lại 120 triệu. Đấy, còn nếu mà ví dụ em không tích còn đồng nghĩa với người ta không ủy quyền, người ta làm 10 tháng thì nhấy 11 triệu nhân với 10. Đấy, em hiểu chưa? Điều kiện là khi đến cái thời điểm quyết toán này họ làm ở bên nguyên mình đúng không anh? Điều kiện để ủy quyền có nghĩa là người ta làm hợp đồng lao động trên 3 tháng, có nghĩa là làm ở doanh nghiệp mình 3 tháng. Đấy, tại vì bây giờ nó không còn cái hợp đồng trên 3 tháng mà nó là hợp đồng xác định thời hạn và không xác định thời hạn. Nhưng mà cái quy định về giảm trừ thì nó vẫn là gì ạ? Có cái tại thời điểm là mình họ vẫn làm hợp đồng lao động trên 3 tháng. Cái thứ hai nữa là tại thời điểm làm việc có nghĩa là người ta vẫn phải làm ở công ty mình. Có nghĩa là tối thiểu là ông ấy phải là làm việc ở công ty mình là từ thời điểm là tháng 9 đúng không? Và đến thời điểm hiện tại là ông ấy vẫn phải làm việc ở công ty mình. Đấy, và cái thứ hai nữa là trong cái khoảng thời gian đấy ông ấy không phát sinh cái thu nhập. Ông ấy không phát sinh thu nhập hai lơi, có nghĩa là ông không có ký hợp đồng lao động dài hạn nào ở công ty nào khác nữa. Đấy, hoặc là nếu mà ông ấy phát sinh thu nhập mà không phải hợp đồng lao động ở nơi khác ấy, mà ông ấy kiểu như ông làm thích thì ông làm, thích thì ông nghỉ được được ít ý, mà có bị khấu trừ 10% rồi và tổng tổng các lơi đấy mà tổng thu nhập tháng này đấy mà dưới 10 triệu mà có khấu trừ rồi thì vẫn được điều kiện, cộng với cái điều kiện là làm hợp đồng trên 3 tháng và có mặt tại thời gian ủy quyền của công ty mình ấy thì là cũng là được hưởng là được ủy quyền đấy. Cái kia không có biết làm nhưng mà hồi đấy đã được kiểu là đã được khấu trừ tại nguồn rồi đúng không anh? Đúng rồi, có nghĩa đã làm ở nơi khác nhưng mà khấu trừ tiền nguồn nhưng mà nó không phải là hợp đồng lao động đâu nhé. Làm dịch vụ ví dụ Đúng làm rồi. bên Việt Nam mấy tháng rồi thì kia này Ừ, thì đúng rồi. cũng được không anh, nhưng mà với điều kiện là họ ở đằng kia họ đã khấu trừ 10% của họ rồi trên 2 triệu đấy anh. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà tổng các lơi đấy trung bình mỗi tháng nó không được quá 10 triệu. Đấy. Rồi xong đến tiền bảo hiểm được trừ. Đấy, bảo hiểm được trừ thì là chính là cái file mà anh, nếu mà em làm trên cái file của anh ấy thì là nó có luôn. Đấy, nó sẽ có bảo hiểm này, giảm trừ này, được chưa? Đấy, thì trong cái này này, trong cái giảm trừ này nó sẽ bao gồm là nó sẽ bao gồm cả cả cái tiền thuế khoán, cho nên là em sẽ phải loại trừ ra, trừ đi cái tiền thuế khoán này đi. Đấy, có nghĩa là em lấy cái cột tổng giảm trừ này trừ đi cái tiền thuế ở bên này. Thì em đặt công thức, đây em có công thức này. Đấy, em trừ đi thì em kéo nó xuống. Thì nó ra được cái tiền bảo hiểm, em hiểu chưa? Đấy. Xong là tiếp theo là cái đến lưu ý tiếp theo là em lưu ý cho anh là cái thuế được khấu trừ ấy. Thuế mình đã khấu trừ người ta thì em liền vào chỉ tiêu 22. Đấy thì em hoàn thiện cái đấy cho anh. Còn với cái thằng 2BK này là không phải hợp đồng lao động. Em nhớ là điền cho anh là mã số thuế này. Được chưa? Phải có mã số thuế nhá. Rồi là chứng minh nhân dân. Đấy và điền cho anh tổng thu nhập. Còn nếu mà ai mà đã khấu trừ ấy, thì em điền vào cái cột 15 này. Em hiểu không? Còn nếu mà người nào mà phát sinh, ví dụ phát sinh 10 triệu ở đây. Đấy nhá, đúng theo quy định là khấu trừ là 10% là 1 triệu đúng không? Ngày xưa ấy, em làm cái quyết toán ngày xưa em thấy là nó nhảy luôn 1 triệu đúng không? Còn bây giờ nó bỏ đi tại vì là ví dụ 10 triệu này nhưng mà ông ấy làm cam kết thì làm gì mà nhảy luôn được đúng không? Nó là bằng không. Đấy.
Và cái bảng 03 này thì em nhớ cho anh là nếu mà có người phụ thuộc thì em làm cái bảng 03 này trước, em điền cho anh cái bảng 03 này trước xong mới làm cái 01, không nó sẽ lỗi. Có nghĩa là em phải điền người phụ thuộc trước, ví dụ như là em điền là ông A đây chẳng hạn, ông A chính là cái ông mà ở bên cái bảng 01 này này. Đấy chính là cái ông này này, ví dụ thì em lưu ý cho anh những cái đấy, ví dụ ông A đây, được chưa? Thì người phụ thuộc, thông tin người phụ thuộc ở đây. Đấy. Thì với con nhỏ ấy, thì em chọn là giấy khai sinh, còn nếu không có giấy khai sinh thì em chọn là khác và em điền ở đây mã số thuế ở đây, thì số giấy tờ ở đây là mã định danh trên cái giấy khai sinh ấy. Đấy. Trên cái giấy chứng nhận khai sinh mà giấy đẻ ấy, nó có mã định danh luôn rồi mà. Đấy, và em ví dụ em A ông A này, xong rồi em ấn em năm, ví dụ đây là ông B, đây là ông C chẳng hạn, thì bên này em cũng phải làm theo trình tự như thế, tức là ông A ông B ông C, nó đỡ bị lỗi. Đấy thì đấy là cái phần lưu ý ở trong cái quyết toán đấy, thì em làm đi, xong là làm xong thì anh sẽ vào anh kiểm tra nhé. Vâng, Ok. anh ơi, còn một cái nữa là có thể như trong trường hợp mà bây giờ bộ của giám đốc không trả lãi thì làm phụ lục với sao anh? Làm phụ lục liên kết á. Có Em nghĩa là có tiền như thế hồi không xưa ấy, anh bảo cái là hồi xưa thì là mới cái nghị định 132 là mới, cho nên là cái việc còn tranh cãi, cái việc của vay mượn mượn là có phải giao dịch liên kết hay không, thì bây giờ nó lại nó quy luôn là mượn là giao dịch liên kết rồi, em hiểu chưa? Đấy, cho nên là bây giờ em mượn là nó đã thuộc giao dịch liên kết rồi, nhưng mà mượn của ai mà là vấn đề. Đấy, ví dụ như là em cài cái e-book của anh tặng gì nhỉ, e-book đi chưa đấy, thì tí nữa em tặng nha, có nghĩa nó sẽ có ví dụ như là nó có cái hình thức giao dịch liên kết này này, ABCD nó được em ghi lại là ở điều 5 nghị định 132 thì nó sẽ quy định các hình thức giao dịch liên kết như này, thì ví dụ nó có hình thức phổ biến nhất là hình L này này, là dành cho những cái cá nhân, ví dụ mình vay cá nhân thì sẽ tích ở L này này. Đấy, nhưng mà cá nhân này nó phải chiếm 10% vốn điều lệ. Đấy, hoặc là chủ doanh nghiệp. Đấy, chủ doanh nghiệp chính là người đứng đại diện đấy. Đấy, và hoặc là em vay của vợ chồng của cái người đại diện đó thì cũng dính là cái điểm lò này. Em hiểu chưa? Đấy. Nhưng mà nếu mà em vay của nhân viên mà nhân viên không có vốn không biết gì thì là không phải giao dịch liên kết. Đấy. Và khi mà em vay của cá nhân thì cái mục 2 này nó sẽ không có cái đối tượng nào miễn giảm đâu. Thì em không tích cái gì mục 2. Và em quay về em xuống đây em làm mục 4 cho anh. Mục 4 thì em cũng tích vào cái APA này. Đấy là không. Và em làm theo cái bảng này này, cái bảng mà anh hướng dẫn này này. Đâu nhỉ? Thì em sẽ điền cái bảng đấy vào đây. Nói chung là nếu mà em vào cái trường hợp cụ thể của doanh nghiệp em ấy thì lúc anh hướng dẫn em mới nhớ đâu được. Cho nên là em cứ làm đi, lúc nào có cái doanh nghiệp mà nó vướng vào cái này thì là gọi cho anh hướng dẫn. Em hiểu không? Dạ, nhưng mà ở trên đấy mình mượn nó không có lãi tiền vay thì đến chi phí hoạt động tài chính với mấy cái này mình để bằng không này không có lãi. Đúng rồi, nghĩa là không có lãi thì em chỉ gọi là thông báo giao dịch liên kết là bằng không hết. Đúng không? Làm gì có lãi mà trừ. Nhưng mà mình vẫn phải kê khai, em hiểu không? Đấy. Em điền cái quyết toán đi xong rồi gọi cho anh nhé. Ok. Ok, các bạn thấy đấy, như vậy là tôi đã hướng dẫn và đồng hành với một cái bạn học viên của tôi là hướng dẫn các bạn xong cái tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và thu nhập cá nhân, thì bạn ấy sẽ hoàn thiện cái tờ khai quyết toán thu nhập cá nhân và sẽ gọi lại cho tôi, tại vì nó điền nó cũng là quá trình tổng hợp rất mất thời gian. Đúng không ạ? Và tôi cũng giải thích cho các bạn hiểu được cái vấn đề then chốt rồi thì các bạn tôi tin chắc là bạn sẽ làm được, đúng không ạ? Và kết hợp với cái sự kiểm tra của tôi nữa thì đảm bảo là sẽ đúng và làm được, ok không ạ? Đó thì các bạn nào mà gì ạ? Thấy video hay hữu ích thì các bạn cho tôi xin một đăng ký like và chia sẻ video, hoặc là các bạn có thể vào kênh Amatech.vn này để các bạn có thể đăng ký những khóa học mới nhất của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.